Mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay thì cùng mời quý chú mình ghé lại vườn của anh Chí heo chú. Anh Chí giới thiệu đến quý chú một lô cây mới, đặc biệt cũng gồm nhiều cây đẹp giá dễ chơi cho mình lựa chọn. Của chú Sam Hương nè, có một cây mai châu thủy này đẹp nè quý chú. Đó. Cây giang lão. Cây già ha, tàn mịn tròn, cũng có cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ dễ chơi, rồi đầu tiên nè, rồi si hồng nè, rồi sam trái xù ha, nguyệt quế, sơ ri, nói chung là đủ các loại hết trơn, có một vài cái gốc nhãn nữa nè quý cô chú. Thì mời quý chú cùng gặp lại anh Chí ha, anh giới thiệu chi tiết cho mình. Dạ em chào anh. Em chào anh Khánh ạ. Dạ. Dạ, mến chào quý cô chú anh chị ạ. Thì hôm nay em mời anh Khánh kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây quay giới thiệu với cô chú anh chị mình một số cây nghe cô chú anh chị. Em sẽ giới thiệu qua từng cây ha. Thì địa chỉ của em là ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0852 229 009, cũng là số Zalo luôn nghe cô chú anh chị. Hôm nay về mấy cây cũng được không nghe cô chú. Mong cô chú mình ủng hộ cho em ha. Dạ, rồi. Trời, vô anh ha. Mất thời gian cô chú mình, em vào cây số 1 kia. Số 1 là cây cần thân. Cần thân nghe cô chú. Dạ. Cây này nó nhỏ thiệt nhưng mà nó cũng hơi khá dài nghe cô chú. Cây nuôi đại chậu lâu rồi. Rồi em xin phép vào thông số nha. Nhỏ già để bàn. Cây số 1. Chiều cao của nó lên tới ngọn được 34 ạ. Tán của em đo ngay đây được là 27. Dạ. Cây này thì cái hoành thân ở trên ngọn của nó tầm độ bút lông nha cô chú. Đầu viết lông thôi anh ha. Đó. Mà được cái bộ đế của chú. Bộ dạ. Đế nó đẹp. Đế viên. Chúng ta cái bộ đế sổ của nó nha. Sổ lên đây là được 15 nha cô chú. Mình đo cái củ của nó. Cái củ của nó ngay đây được 22 nha cô chú chị. Dạ rồi. 22. Đo tổng cái nồi đế cho cô chú mình xem tham khảo nha. Cái này có duyên. Ông nồi đế đây 38 nha cô chú. Thì mình để bàn mình chơi ha. Phong thủy nha cô chú anh chị. Dạ. Nhiều anh ha. Dạ. Cây số 1 em xin vô lưu với cô chú mình giá là 600 ạ. 600. Dạ. Em xin phép xuống cây ạ. Dạ rồi. Đây. Cũng một cây cần thân nhỏ mà nó già của chú ơi. Cũng là cây số 2 nha cô chú anh chị. Cũng là cần thân nha. Đây, cái này có cái dáng giống như là dáng lão ha. Dạ, khum khum quá khum nè. Lưng khòm. Dạ. Rồi, xin phép vào thông số cây có mã số 2. Chiều cao từ mặt bầu lên tới ngọn của nó là được 32. Tán rộng của em đo đây được là 29 ạ. Em đo cái củ nó ngay vị trí này nha cô chú, là 34 nha. Dạ rồi. Củ 34. Cái hoành thân của nó thì tầm khoảng bút lông nha cô chú. Đó. Hoành thân này nó từ chỗ này nha cô chú. Nó đảo ngược qua bên kia nha. Dạ. Nhiều đây anh ha. Rồi cây mã số 2 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 600. 600. Rồi xin phép xuống cây. Dạ. Đây một cây sam trái xù quá xù. Cái là cây có mã số 3 nha cô chú. Số 3 là một cây sam xù ha. Xù ghê anh ha. Cái này là phải nói là xù là đẹp luôn nha cô chú. Xù ra tới nhánh luôn nha. Xù ra tới nhánh và xù ra tới rễ luôn cô chú. Xù đầu rễ luôn nè. Cái này nữa là nó xù bích chỗ cho luôn đó. Dạ. Rồi. Xù cứng ngắc luôn. Dạ. Cục, cây này có này. Cái dáng bay, cái đường co chuyển cũng có duyên nha cô chú. Dạ, đặc biệt là cũng hết gai dây luôn anh hả? Vừa thảo dây luôn ha. Dạ. Cái cây này thì cái cốt em nuôi cũng to rồi nha cô chú. Nó bự hơn cái đầu bút lông rồi nha. Nó cái cốt chi của nó bự lắm nha cô chú. Cây già cây ha cô chú. Dạ. Rồi em xin phép giờ thông số. Chiều cao nó em đo từ mặt bầu lên tới ngọn nó được 22. Ngang tán ngang em đo đây được 24. Tổng cái tán em đo đây được 45 nha cô chú. Dạ rồi. Vào cái hoành thân. Hoành thân em đo sẽ 2-3 vị trí cho cô chú mình xem nha. Vị trí đầu tiên của nó ngay đây là nó được 30 nha cô chú. Tại vì cái cục xù này mình đo nó cái hoành nó to nha cô chú. Dạ. Ngay chỗ to nhất đi. Chỗ to nhất là 30. 30. Rồi, chàng cái dòng đế giùm em đây.
hay là ở đâu nữa. Rồi đây một cái nữa đi. Đây là 24 nha cô chú. Dạ. 24. Tổng cái nồi đế của nó ha, nổi trên mặt nha cô chú. Ở đây nó được là 50 á. 50. Một cây sam trái xù. Dạ, dáng cũng bye bye vậy nè anh ha. Dạ, bye bye. Thân nghiêng nghiêng bay vậy nè. Rồi nhiêu đây anh ha. Rồi cây sam trái xù có mã số 3 là em xin vô luôn với cô chú mình, giá là 2 triệu ạ. 2 triệu cho cây này thôi. Dạ, cô chú. 2 triệu, giá rất là dễ chơi nha cô chú. Nhìn cái nước xù nó không ở ngoài nhìn phê lắm. Rồi xin phép xuống cây ạ. Dạ. Rồi. Cái đây là cây có mã số 4 nha cô chú. Mai chiếu thủy. Số 4 là một cây mai chiếu thủy ha. Cây này lùng lực nha cô chú anh chị. Cây đặc biệt là hồi đó chặt cái đầu nuôi giờ nó muốn kéo muốn liền nghe cô chú. Đây. Mà cắt kéo tốt anh ha. Dạ, cắt kéo tốt. Dạ. Cây có mã số 4 nha cô chú. Dách thì chữ A anh ha. Dách chữ A, cây này có dách rất đẹp nha cô chú. Dách bệ đẹp. Cái này có thể mình nuôi lên cái tiền được nghe cô chú anh chị. Rồi xin phép vào thông số ạ. Chiều cao em đo từ cái mặt bầu lên tới ngọn nó được 27 nha cô chú. Cái này đo em đo cái quần eo ngay vị trí này 42 ha. 42 cô chú. Rồi em đo cái cục bệ đế nở của nó ngay đây nó 77 nha cô chú anh chị. 77. Có một số cái tay nuôi rồi anh hả? Dạ có nuôi rồi nghe cô chú chị. Em đo cái cốt một cái đây nghe cô chú. Như này nó 20 nghe cô chú chị. Rất là to. Thành phong cũng bự nghe cô chú. Rồi. Rồi cây mã số 4 là em xin vô lưu với cô chú chị mình giá là 3 triệu nghe cô chú chị. 3 được. Triệu. Xin phép xuống cây. Cái là cây có mã số 5 nghe cô chú chị. Lát chung mình ha. Dạ, lát chung nha cô chú. Cây là lùng liền ha cô chú. Hồi đó người ta cũng chặt đế, cũng nuôi nha cô chú. Dạ. Mà cắt đế nó kéo khá nhiều. Dạ, xin phép vào thông số. Cây mã số 5. Chiều cao nếu em đo đây được 24. Quần eo nó ở đây được 30 nha cô chú. Củ đế nó được là 44 ạ. Rồi cây mã số 5 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 800 ạ. 800 anh ha. Dạ, 800 cho một cây. Dạ. Chung nu lùng liền nha cô chú. Rồi, em xin phép xuống cây. Cái là cây có mã số 6 nha cô chú anh chị. Số 6 cũng là một cây chung nu ha. Cây này hồi đó cái đường lũa của nó dài xuống đây nè cô chú, mà dở liền luôn nè. Bích luôn, cái nó kéo theo rất là mạnh nghe cô chú. Tại cây nó mạnh nha cô chú. Rồi xin phép vào thông số cây mã số 6. Chiều cao nếu đo đây được 45. Quần eo nếu đo đây được 32 nha cô chú. Đo cái củ nạc nó ha, 40 nha cô chú. Dạ, đế thì chặt cũng khéo cô chú. Nó có đều hết trơn anh ha. Dạ, có đều hết. Bỏ cũng khá đều hết trơn nè. Này là mình ép chậu được đó nha cô chú. Rồi cây mã số 6 là em xin vô lưu với cô chú anh chị mình giá là 1 triệu ạ. Rồi xin phép xuống cây ạ. Cái là cây có mã số 7 nha cô chú anh chị. Số 7. Số 7. 7 cũng là một cây chung nu nha cô chú. Mặt cắt nó kéo rất là mạnh nha. Dạ. Dạ xin phép vào thông số. Chiều cao năm đo đây được là 19 ạ. Quần eo được 26 nha cô chú. Đo cái củ nở cho cô chú mình xem nha. Đây 36 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 7 em xin vô lưu với cô chú mình giá là 700 ạ. 700. Rộng C nhẹ anh ha, mà dạ. cái đế đẹp lắm nha cô chú. Đế nó tròn. Rồi xin phép xuống cây. Nở nó chạc ra. Cái là cây có mã số 8 nha cô chú anh chị. Cái nhánh này kéo xuống đây chơi gì anh? Kéo xuống đây áp qua đây. Đúng rồi, áp bằng lấy cái cành cành âm dưới đây nè. Này cành có đủ rồi nha cô chú, về mình bẻ cái điểm mới được rồi nha. Cái cây này cái nước nu của nó rất là đẹp nha cô chú. Dạ.
Rồi, cây mã số 8, em xin phép vào cái thông số. Số 8. Nụ rất là đẹp của chú ơi. Chiều cao thân nạc nó đây được là 18 ạ. Hoành ngay đây được là 32 nghe cô chú. Ngày này cũ còn nở nữa ha. Cậy đế đều cho nghe cô chú anh chị. Rồi cây mã số 8 là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1 triệu ạ. 1 triệu. Rồi xin phép xuống cây. Rồi. Cái là cây có mã số 9 nha cô chú anh chị. Cây trà Phúc Kiến anh ha. Đúng rồi, trà Phúc Kiến nha cô chú. Một cái phôi của chú, phôi cũng đẹp lắm nè. Cây này lùng lực hết cô chú. Vậy mình nuôi cây bài được. Dạ, nuôi cây bài trực lắc anh ha. Dạ, cây này đới đẹp nha cô chú. Đó. Hiếm là cây trà Phúc Kiến mà đới lực gì cũng hiếm nha cô chú. Để giống mày cho thủy sắp vậy anh ha. Dạ. Chồng cũng viền lắm cô chú ạ. Dạ, xin phép giờ thông số. Cây này cũng mau chơi nè. Chiều cao nữa em đo đây được là 18 ạ. Cái quần em đo đây được là 29 nha cô chú chị. Này mình lấy mặt tiền bên đây luôn anh chị hả? Dạ, đúng rồi. Cái củ nở nó 31 nha cô chú. Dạ, củ 31. Đường kính bầu nó được là 28 ha. Này về mình trồng chỗ 4 được rồi. Rồi cây trà Phúc Kiến có mã số 9 là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1 triệu ha. Dạ rồi. Rồi xin xếp xuống cây ạ. Cây trà trực lắc đế đẹp. Với là cây có mã số 10 nha cô chú anh chị. Số 10 là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn ha. Cái này cái nước da nó rất là đẹp nha cô chú. Dạ, chưa nè. Cái này phải chim lại trên này vô. Đúng rồi, cho nó ngay lại chút. Ngay nữa mới đúng dáng thôi nè. Ngay dáng trực. Đây cành lớn. Trực lắc ha. Dạ. Lắc có cút một, có cái cành phong có luôn nha cô chú anh chị. Nhìn nước da nó rất là đẹp. Thân to đế cũng tròn ha cô chú. Dạ. Mà các một số cái nó kéo tốt. Chiều cao nữa em đo đây được 18 nha cô chú. Quần eo nó em đo đây được là 30 ha. Ủa nó cắn cái cục đó. Cái quần eo nó em đo đây được là 26 nha. Dạ rồi. 26, em đo cái cũ nha cô chú. Cũ nó ngay đây được là 33 ha. Rồi cây có cái mã số 10 ha. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1 triệu ạ. 1 triệu thôi ha. Dạ, em xin phép xuống cây. Dạ. Thế là cây có mã số 11 nha cô chú. Chơi cái hệ hôm nay lụng không vậy anh? Lụng lực không à? Em phái lụng lực anh. Này cái một cục cần dần vậy đó ha. Cây cao cũng cắt lụng nữa. Cây này cao có cốt cành rồi đó, em cắt lụng nè. Cắt còn nhiêu đây ha? Dạ, đúng rồi. Tròn do vậy đó cô chú. Này có chi sẵn luôn cô chú, bắt đây chi, đây như, chi. Như Doraemon. Cái ngọn đây, cái cầm thông bên đây lên ha. Rồi, chiều cao nó em đo đây được là 14 ạ. Hoành ngay đây là 44 nha cô chú. Dạ, 44. 44. Cao thì chỉ 14 thôi anh ha. Dạ, cao 14 thôi. Mà cắt ở đây nè cô chú, mấy cái này là kéo hết trơn rồi nè. Rồi cây có mã số là 11 là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 800 ạ. Cây này cũng dễ chơi ha. Dễ chơi nha cô chú. 800 ngàn. 800k. Lùng lực. Rồi, xin phép xuống cây. Cái là cây có mã số 12 nha cô chú. Cây này nước da rất đẹp nha cô chú. Này thì lá lớn anh ha. Dạ, lá lớn. Cái này có cắt nhịp đế nghe cô chú. Về mình sắp đế lại cái này, mình xuống bồ mình nuôi thời gian nữa, mình sắp đế lại rất đẹp nha cô chú. Cái này bẻ theo cái lối trực pin nha cô chú. Về cô chú mình làm lại nha. Rồi, xin phép giờ thông số. Chiều cao thân nạc nó đây được là 22 nha cô chú. Đo cái quần eo nha. Quần eo ngay vị trí này 42. Đo cái củ nha cô chú. Củ nó ngay đây, củ đế nó đây được 51 nha. Dạ. Củ này củ nạc nha cô chú. 51. Cây này nuôi còn lớn lắm nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 12 là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1.500.000 ạ. Rồi xin phép xuống cây ạ. Rồi, tiếp luôn anh ơi. Cái là cây có mã số 13 nha cô chú. 13. 13. Cây si anh ha. Dạ, một cây si hồng. Si búp hồng. Đây cái búp nó ra nha cô chú anh chị.
Đây 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 anh, anh dừng 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 em ơi, cái búp. Cái này cái búp rất là đẹp nha. Búp màu đỏ đẹp anh ha. Dạ. Đây, lọc búp nó nhỏ nhỏ nó ra đâu chút. Rồi. Cũng có ảnh cũng có nuôi rồi và cây cũng như thế này của chú thấy không, nó cũng có đường cháy lửa vậy nè mà nó cũng cuốn hai bên cho đó. Cuốn lại mát mạnh này nghe cô chú. Đó. Đây cái gốc cành đó nè, dòng này nó tự cuốn vậy thôi của chú ơi, qua thời gian Rồi, như chứ. thép giờ thông số cây mã số 13. Chiều cao nó em đo ở đây được là 67. Ngang nó em đo ở đây được là 55. 15. Hoành ở đây được 31 nha cô chú. Cái hoành cũ ở đây được 49 nha. Dạ rồi. Đo tổng nội đế cho cô chú mình tham khảo, cho cô chú mình xem. Tổng người nội đế của nó ngay đây em đo được là 102 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 13 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1.200.000 ạ. Dạ, 1,2 triệu đây. Nuôi cốt cành cũng cũng lâu rồi anh ha, cũng Dạ. to hết rồi. Rồi xin phép xuống cây ạ. Dạ. Kế là mấy cây nhãn nha cô chú anh chị. Nhãn nè, cây ăn trái nha. Nhãn gì đây anh? Cái này là nhãn thanh nhãn nha cô chú anh chị. Thanh á ha. Dạ. Thanh nhãn. Thanh nhãn có mã số 14 nha. Mấy cây này thì cô chú mình yên tâm nghe, cây này là em mới đứng trên bồn nha. Như cây đã có dâm rồi đó, có rễ mền rồi cô chú. Dạ, yeah. Hồi đó bứng phôi về có trồng lại rồi anh ha. Đúng rồi, có trồng lại 1 năm rồi. Rồi. Mấy cây này là nó đang mang trái đó nghe cô chú chị. Về cô chú mình trồng xuống là nó ra đọt là ra trái đó. Rồi xin phép giờ thông số. Chiều cao ông đo ở đây được 70. Này thì chơi lấy trái là lấy cái tàn thôi anh ha. Dạ, trái của nó rất ngon nghe cô chú. Quỳnh thân đây là 36 ạ. Dạ. Yeah. Muốn trồng cây có trái gọn gọn thì mấy cây này cũng hợp lý nè quý cô chú. Nhiều đây anh ha. Rồi cây mã số 14 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1.000.000 ạ. 1 triệu. Thanh nhãn. Thanh nhãn. Dạ. Rồi em xin phép xuống cây. Nặng anh ha. Nặng ạ. Bỏ trả vợ luôn. Rồi kế là cây có mã số 15 nha cô chú. Dạ. Cây mã số 15 thì cây cái dáng hơi siêu siêu nha cô chú anh chị. Cây này có thể về mình bẻ một cành bay một cành thì lắc được nghe cô chú. Cành bay cành lắc anh ha. Này anh cũng có thần rồi như anh nói heo chú. Đây, trồng lại cái tược nó lớn lớn vậy nè. Dạ. Thanh nhãn. Thanh nhãn, cái loại thanh nhãn này giá cũng có ở thị trường lắm nghe cô chú chị, mà cái loại nó rất là ngon. Rồi mã số 15 ạ. Thôi. Cái này thì cô chú mình yên tâm, nó rễ mền vậy nè, cứng cây cho nghe cô chú. Vì là về là trồng như trồng vô chậu cũng vẫn được ha. Chiều cao nó em đo ở đây được là 67. Tán của nó em đo ở đây được là 72. Dạ. Hoành thân nó em đo ở đây được 32 nghe cô chú. Hoành thân 32. Rồi. Rồi cây thanh nhãn có cái mã số 15. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1.000.000 ạ. Dạ. Rồi xin phép xuống cây ạ. Xuống cây luôn. Thế là cây có mã số 16 nha cô chú anh chị. Cũng là thanh nhãn nữa nha. Này ba cây anh ha, Dạ, có ba 3 cây. cây à. Cây hiếm lắm mới có cây thần nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, xin phép giờ thông số. Chiều cao nó em đo từ ngọn tới mặt bầu là 75 ạ. Quỳnh thân em đo đây được là 37 nha cô chú. Dạ. Rồi cây mã số 16. Cây thanh nhãn em cũng xin vô lưu với cô chú chị mình giá là 1.000.000 ạ. Rồi. Đổi luôn anh ha. Rồi. Xuống cây. Rồi, lên luôn cây nguyệt quế luôn. Được không anh hay là để dưới đất? Được anh. Rồi, đây là cây nguyệt quế có mã số 17 nha cô chú chị.
Rồi, cây này khá to nặng luôn chú ơi. Cây khá to nha cô chú. Tông cao. Tông cao, cây này mình có nuôi cốt cành đây nha cô chú chị. Dạ. Cốt cũng to ha. Tông cao, có cành rớt anh ha, cành rớt cũng xa xa ha. Dạ. Cây mã số 17 nha cô chú anh chị. Rồi, xin phép giờ thông số. Chiều cao từ ngọn xuống tới mặt bầu là nó 1m4 nha cô chú anh chị. Dạ, 1m4. Giờ nó 1m4. Cũng ảnh luôn số cây cốt cành. Tán ngang đó là 45 ha. Cái tán rộng của nó được 75 nha cô chú anh chị. Cốt rất là to nha cô chú. Dạ anh ha, dạ cây ở đây nó có mấy cái điểm nó cháy mà nó cuốn lên luôn. Dạ, mấy cái điểm cháy lửa mà nó cuốn rất mạnh nha cô chú. Mạnh ghê ha. Cây nguyệt quế. Ít có thấy nguyệt quế kéo vậy lắm anh. Đúng rồi. Mai châu thủy thì nó kéo vậy là bình thường ha. Nguyệt quế thường là cái mặt cắt này nó sẽ xam sành nó biết, còn này là nó kéo cuốn vậy nè. Cuốn luôn. Cuốn ghê thiệt. Rồi. Rồi, xin phép giờ cái bình thân nha. Bình thân em đo trên eo trên đây ha, là nó 34 nha cô chú. Đó cái chỗ nở nha. Chỗ nở nó được là 46 nha. Dách chữ A luôn. Em đo tổng nồi đế của nó luôn nha cô chú. Như đây được là 73. Dạ. Yeah. Đo đường kính bầu nha. Này dùm vô chậu chơi được rồi. À, đường kính bầu nó được là 48 ạ. Đường kính bầu 48. Rồi. Vô chậu mình điểm cái vàng xương nữa là chơi được rồi. Nhiều đây anh Chí ơi. Rồi cây mã số 17, cây nguyệt quế là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 2.200.000 á. Cũng ship toàn quốc luôn anh hả? Cây này em ship 300 km hả anh? 300 cây anh ha. Cái chiều cao nó quá cao với cái chiều ngang này, cây này nếu đóng thùng thì phí ship cao lắm. Phí ship hết tiền luôn. Dạ. Ví dụ như xa nữa thì mình thương lượng nghe cô chú. 2.2 triệu. Dạ. Bao ship 300 cây. Rồi xin phép xuống cây ạ. Nặng quý cô chú à. Sao cây nặng. Rồi. 17. Rồi kế là có mã số 18 nha cô chú. 18 anh có một cây sam hương. Sam hương. Cây này rất dài nha cô chú. Nuôi mà cắt múm vô vậy nè cô chú. Múm bít nè. Cây này cái coi rất là quái ha. Giống như cái dội dôi nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ cây. Dạ. Lấy cái co quái này chơi cũng được anh ha, còn dạ. Thôi muốn gọn thì cắt lấy cái cục này cũng cũng có nét chơi nha. Dạ. Tùy ha. Chiều cao nó em đo ở đây được 740 nha cô chú. 40. Tán ngang của nó được là 39 ạ. Tổng tán nó em đo đây được là 70 ha. Dạ. Đây, cái quỳnh thân em đo ngay vị trí ha. 33 nha cô chú. Đó cái củ đế nổi trên mặt nha. Củ đế nổi nó 46 nha cô chú anh chị. Cắt kéo rất mạnh nha. Rồi cây sam hương có cái mã số là 18 là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình nè. Giá là 1.2 triệu ạ. Cây này 1.2 triệu thôi anh chị ha. Dạ. Cây này dễ chơi lắm. Dễ luôn. Chơi cô chú ơi. 1.2 triệu thôi ha. Rồi xin phép xuống cây ạ. Dạ đây một cây trung nu hả. Trung nu có cái mã số là 19 nha cô chú anh chị. Đây trung nu mà mình nuôi thành phẩm rồi, cái lá nó nhặt lại nhìn rất là tê nha cô chú anh chị. Nhìn tê anh hả? Dạ. Trung nu, cây này cũng dáng lão luôn anh ha. Cái này ông khum khum này nè. Cái này rớt. Nó nằm trên chậu giữ lắm lâu rồi nha cô chú. Nó nằm mà biết có cái cục đế tròn như cái chậu luôn nè. Dạ. Cái này về mình lên cái dĩa mình sắp tiểu cảnh đẹp lắm nha cô chú. Trên thân cành luôn anh ha. Dạ. Cái thẹo thì em bao cô chú mình nghe, kéo rất là mạnh nha. Rồi. Rồi, em xin phép vào cái thông số. Cái tán bóng mát ở trong này mạnh lắm cô chú. Chiều cao nếu em đo đây được là 35 nha cô chú. Tán ngang của nó, đây em đo được là 36 ha. Từ cái ngọn nó xuống cái cành rơi của nó được là 48 nha cô chú chị. Cái hoành ngay vị trí này em đo được là 21 ha.
Nó cái cục đế nổi trên mặt cho cô chú mình xem nha. Nó tròn vo như trái banh luôn nha cô chú chứ. Tròn vo. Tròn vo luôn. Rồi cái cục đế nó ngay đây là nó 53 nha cô chú chị. Cây già anh ha. Già cây. Già. Những cái thẹo đồ chút, những cái thẹo nó cuốn nhỏ nhỏ, cuốn bít hết trơn. Còn cái thẹo lớn ở đây thì như anh nói ha, đang kéo tốt anh ha. Dạ. Cây này nó cái màu da nó muốn lên đá nghe cô chú chị. Đế thì đều tròn hết. Dạ. Dạ, để em nguyên cho anh coi cái dạng xương cây cũng thành phẩm vừa vừa anh chị. Đó. Phần lớn là hết dây hết trơn anh ha. Hết dây à. Rồi cây này giá sao đây anh chị ơi? Rồi cái cây mã số 19 là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 4 triệu ạ. 4 triệu. Dạ. Này thì ship toàn quốc anh ha. Dạ ship toàn quốc. Rồi xin phép xuống cây ạ. Dạ. Thế là cây có mã số là 20 nha cô chú anh chị. 20. 20 là một cây xi búp hồng nha cô chú. Xi. Ôm luôn nguyên cái nhà luôn anh ha. Dạ. Cái nhà cái cổng vậy nè cô chú. Này giống cái cổng trường nha cô chú anh chị. Cổng trường. Ôm lâu rồi anh ha. Dạ lâu rồi. Này anh chỉ đặt cái chỉnh cái miếng này thôi chứ nó đâu có dính gì đâu đúng không? Không có dính gì trơn anh. Chỉ đặt lên cái miếng xi măng là rồi. Dạ. Đó. Đặt lên thì mình phủ cái chất chồng lên thôi quý chú ơi. Đúng rồi. Cây này thì nó ôm như vậy quý chú cũng biết à. Không không có một miếng đất để ăn luôn. Dạ. Cây này nói chung là nó thần nó quen rồi nha cô chú, mình trồng sao cũng được chứ nha. Cho nước không cũng được đó anh ha. Dạ. Thả trong cái hồ cũng được mà để trên cái dĩa không gì cũng được. Rồi xin phép vào thông số ạ. Chiều cao của nó em đo ngay đây được là 35 ạ. Tán rộng nó em đây được em đo được 70 ạ. Ngang được là 30. Cây này thì cái hoành của nó này nghe cô chú. Đó, thân nó cỡ cái đầu bút lông, đầu bút lông vậy đó. Dạ. Rễ thì hai nơi luôn chú. Đây bên đây cái, bên đây cái ha. Dán cây cầu á. Cái này là hồi đó lấy hai cái cây áp vô đó nghe cô chú. Mà giờ liền thành một cây rồi nha. Rễ thì hai bên nó bệnh nhau luôn, ôm dạ. Nhau luôn. Cây rễ nó bệnh rất là đẹp nghe cô chú. Cây lành tích ha, không có thẹo dít gì nghe cô chú anh chị. Rồi. Nhiều anh chị ơi. Rồi cây xi có mã số 20. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 4 triệu ạ. 4 triệu, một tác phẩm nhỏ nhỏ nhưng mà nhìn cũng cổ quái hả chú. Cổ già. Cái này là mình nghệ thuật lắm mới làm được cây gì nghe cô chú chị. Đây, ôm trọn cái cổng ở trong này luôn rồi nè. Dạ. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Rễ buông đều hai bên hết luôn. Rồi, tiếp tục anh ơi. Cây đó để trên đó luôn hả anh chị? Được không? Được không? Được thì... được thì kia. Thấy nặng quá. Lên đây cái gì đâu Phật. Dạ. Rồi. Đây. Rồi, cái là cây có mã số 21 nha cô chú chị. Cây đầu tiên. Cây đầu tiên ha. Cây này được nuôi từ nhỏ tới lớn nha cô chú chị. Hiếm lắm mới có một cây đầu tiên nuôi từ nhỏ tới lớn nha cô chú. Nhỏ lớn trong chậu anh ha. Đúng rồi, từ nhỏ tới lớn trong chậu luôn đó. Cây này mà xuống đất một cái là có trái liền nha cô chú. Dạ. Cây bẻ từ cái thân ha, rồi tới cái nhánh hết luôn nghe cô chú. Nuôi từ nhỏ, sửa thân từ nhỏ luôn quý cô chú ha. Cốt cũng to chứ nghe cô chú chị. Chứ đầu tiên thì mình nhìn thấy ngoài thì bao la quý cô chú ơi. Dạ. Nhiều lắm, cây to. Cây này thì sửa thân lắc lượng vậy nè. Đó. Sửa thân, sửa chi cành luôn anh ha. Dạ. Rồi, em xin phép vào thông số. Cây đầu tiên có mã số là 21 ha. Cây này em bao ship 300 km thì nghe cô chú anh chị. Cái cúc cành nó cũng cần với cây của chú. Còn tỷ lệ nó xa hơn nữa thì mình thương lượng nha cô chú. Tại cây này cái tán nó rất là rộng nha, mình ship nó rất là cao. Chiều cao của nó là 1m05 nghe cô chú anh chị. Cao 1m05. Tán ngang của nó em đo ngay đây được là 70. Tổng cái tán của nó là nó 1m
1m15 nha cô chú chị. Rồi. Rất là rộng nha. Chiều rộng toàn 1m15 anh ha. Dạ. Và cái thoát thân của nó tới cái cành số 1 nha cô chú. Là nó được là 47 ha. Hoành thân nha cô chú. Hoành thân đo ngay đây là nó được là 24 ha. Dạ. 24 nha cô chú chị. Hoành thân 24. Rồi, cây thì sạch sẽ anh chị ha. Sạch sẽ cô chú ơi. Sạch sẽ sửa thân từ nhỏ của chú, cốt cành to nè của chú, hai cái cốt cành cân. Đó. Rồi, nhiêu đây anh chị? Rồi, dạ. Cây đầu tiên có mã số 21 là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình, giá là 2.500.000 ạ. Dạ, 2.500.000 thôi của chú ơi. 2.500.000. Về của chú thay không cần xuống đất đâu, thay cái chậu to cho nó đủ đất á. Đúng rồi, hai chậu to đủ đất là nó có trái nghe cô chú. Có trái. Cây này treo 2-3 trái thôi là được rồi. Dạ. Rồi, cái xin phép xuống cây nha cô chú. Rồi, đổi anh ơi, cây gì đây? Cái là cây có mã số là 22 nha cô chú. 22. 22 là một cây nguyệt quế ha. Cây này nặng quá cô chú ơi, để trên chậu ha, để trên đôn ở đây. Đây, cây này củ đế đều hết trơn nha cô chú chị. Dạ. Cây này tàn đa ha. Rồi, một cốt hai thân ha anh ha, mà tàn đa. Cốt to chưa nghe cô chú không chị? Dạ, đo giúp em luôn đi. Cái chậu này chắc chậu 7 không anh? 7, 8 gì không? Chậu 6 anh, lọt lòng 6 anh. Chậu lọt lòng 60 ha. 60. Cái này em không có... Cái này em rút chậu chứ không có tính chậu nghe cô chú chị. Chiều cao nó em đo ngay đây được là 6.16 ạ. Dạ. Dòng lá sắn ha chú, lá sắn. Tán ngang của nó được 70 nha cô chú. Tán rộng 70. Tán ngang 70, tán rộng của nó 1m nha cô chú chị. Rộng 1m. Cây này liền lạc nha cô chú chị, chỉ có thẹo đầu cành thôi ha. Đây cái quần eo nó em đo ngay vị trí này là 42 nha cô chú chị. Dạ, 42. 42. Đó, cái hoành cũ nở của nó, cô chú mình tham khảo nha. Cái này 46 ạ. Dạ. Rồi, dây thì em thấy cũng khá xiết rồi anh chị. Đúng rồi, cây này tháo được rồi. Tháo tay được rồi. Em tính để gì cô chú mình có chốt, cái em đóng thùng nó không có bị gãy nghe cô chú. Dạ, về mình tháo giúp ảnh đó. Rồi, bao nhiêu đó anh? Rồi, cây Nguyệt Quế có cái mã số 22. Em xin giao lưu với cô chú chị mình giá là 3.500.000 ạ. 3.500.000. Không có cái chậu nha cô chú. Dạ, cô chú có lấy cái chậu thì nói ảnh ha, mình trao đổi thêm cái chậu. Cái chậu này to lắm, chậu 6. Lọt lòng phủ bì chắc tới 70 luôn á, còn dạ. Lọt lòng 60. Chậu này chậu cổ luôn nha cô chú anh chị. Chậu chữ tàu xưa, chậu to. Chậu xưa. Chậu rất là to luôn ha. Cũng hợp với cái cây này luôn nè. Rồi, cây không là 3.500.000 anh ha. Dạ, cây không là 3.500.000. Dạ. Dạ rồi. Tiếp anh Chí ơi. Rồi tiếp là cây có mã số 23 nha cô chú. 23. 23 là một cây bằng lăng nha cô chú chị. Một cây gốc bằng lăng. Cây này về cô chú mình chơi green cũng vẫn được. Hoặc là mình ghép bằng lăng thái nha cô chú. Bằng lăng thái hoặc ghép tường vi anh ha. Dạ. Tường vi nhiều màu vô. Cái loại bằng cây này nó dài cây lắm nha cô chú. À cái này có nuôi cốt cành này, anh giật lại hiện giờ nó đang ra mầm nè cô chú. Chung là cây này khỏe lắm. Cây này ok cô chú mình yên tâm. Cây này em bứng về tới giờ lui cũng nhiều lần rồi. Cây này về đút bo vô là lụm nha cô chú anh chị. Dạ. Mình bứng mình đảo nhiều lần anh ha. Dạ. Nó cây này nó ghế mền nó cứng hết trơn cô chú ơi. Nó cũng nu nàng dữ lắm cô chú. Mình không có sợ mất sức cây nha cô chú. Rồi. Đo luôn anh ơi. Rồi. Đi qua phép đó về thông số. Chiều cao từ ngọn xuống tới mặt bầu của nó là nó 115 nha cô chú. Dạ. 115. Tán ngang tay cành của nó ha. Đo đây được là 70 ạ. Vô cái hoành thân luôn nha cô chú. Cây này cắt ghép vô là dính ha. Ghép vô là lụm anh ha. Lụm. Cây nó đang mạnh. Hoành thân nó 76 nha cô chú. Cây đảo bầu đảo mô dễ cô chú. Hoành thân 76. Em đo cái cục đế nổi trên mặt cho cô chú mình xem nha. Đây nó 120 nha cô chú. Dạ. 120. Đó nuôi cốt cành rồi về đóng bo vô thôi ha. Dạ, đóng vô là hoặc là chơi game thì mình đợi ra chi cái mình sửa.
Con thấy cây khá liền lạc, ở trên này có mặt cắt, nó vậy nè. Này nó cuốn rất là khỏe rồi cô chú. Này cái đục xuống thay keo cái là xong. Đục cái phần gỗ đó bỏ đi. Dạ. Còn xung quanh nó đây, không liên lạc. Nhiều đây anh chứ ơi, cây này. Cây mã số 23 là cây bằng lăng, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 3.500.000 á. Dạ, 3.500.000. 3.500.000, cây này thì em bao ship toàn quốc nha cô chú. Ship toàn quốc luôn. Dạ. Cây này cũng thích hợp mình vô chậu ha cô chú. Cây này mình dễ ship, cây này mình ship mình bó đi được anh ha. Dạ đúng rồi, mình bó đi được. Tuy nặng nhưng mà dễ đi hơn mấy cây có tàn của chú, cho nên ship được thì anh ship cho mình ha. Dạ. Toàn quốc luôn. Rồi, đổi giúp em luôn anh chứ. Rồi kế là cây có mã 24 là một cây cuối clip nha cô chú. Là cây Sugi nha cô chú anh chị. Cây Sugi. Sugi. Nó nằm vậy đó anh hả? Đó, cây này có cái dáng dáng bay nha cô chú. Bay. Vậy cô chú mình nuôi cái ngọn ngay đây ha, hoặc là ngay đây tùy ý mình. Thì cây này em chia sẻ với cô chú mình nha, nó có một cái thẹo ngay trang chỗ này. Thì em đã xử lý, em đã có đắp xi măng vô đây rồi. Rồi. Rồi em che cô chú mình, ví dụ có chốt mình về mình để miếng vải lên đây vậy nè, mình nuôi. Nuôi nữa mà nó có cái tàn mà ấm nó che được cái thân thì cô chú hãy dỡ ra nha. Đó, em chia sẻ gì. Rồi em xin phép vào cái quỳnh thân á. À, chiều dài. Chiều dài trước đi. Chiều dài cái thân. Chiều dài thân từ ngọn về thân đó là nó 120 nha cô chú. Dạ. Cốt nuôi ha, cốt nuôi được là 13 cm nha cô chú chị. Cái hoành thân nha, hoành thân đo ngay vị trí này nha cô chú chị. Ngay đây nó 75 nha. 75, em đo cái cũ nha cô chú chị. Cái cũ cái đây nó được là 88 ạ. Dạ rồi. Đo cái đường kính bầu cho cô chú mình xem ha, có gì mình dễ nếu mình trồng chậu cũng dễ. Đây nè, bầu nó được là 58 ha. Này về mình trồng chậu 8 qua chậu mét cũng được nha cô chú. Nó nằm nằm vậy đâu chú, có mấy cái cốt cành có nuôi rồi nè. Có nuôi rồi cô chú. Về mình bắt mâm mâm ra ha. Dạ. Rồi lên cái chậu chủ nhật đẹp lắm nha cô chú chị. Rồi, nhiêu đây anh? Rồi cây mã số 24, cây Sơ Ghi em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 2.200.000 á. 2.200.000. 2.200.000, cây này em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi, phần đầu nó vậy nè. Dạ. Còn cái gì nữa không anh? Hết rồi đúng không? Dạ, cây hết cuối rồi, luôn ha. Hết rồi. Dạ rồi. Rồi cây Sơ Ghi mã số 24 em xin nhắc lại giá giao lưu là 2.200.000, em bao ship toàn quốc. Rồi cũng là cây cuối clip, em chúc cho cô chú chị mình được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ha. Mong cô chú chị mình ủng hộ em clip này để em có động lực để làm clip tiếp theo ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú chị mình vào clip mới ạ. Cảm ơn cô chú chị ạ. Dạ rồi, em chào anh chị ha. Con cũng kính chào quý chú, chúc quý chú ngày mới nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp lại.